Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh, Lộc Hàm, Lâm Canh Tân, Thành Long và dàn sao Hoa Ngự có nội sợ lạ lùng. Bất cứ ai trong chúng ta đều có một điểm yếu là vào sao Hoa Ngự cũng thế. Điều khiến khán giả bất ngờ là các minh tinh xứ Trung lại né tránh những thứ hết sức bình thường, khiến mọi người vừa buồn cười lại vừa thương. Hãy cùng mình điểm qua đó là những gì nhé. Lộc Hàm là nam minh tinh nổi tiếng của Hoa Ngữ khi phải thường xuyên đi công tác xa nhà, đến những vùng đất mới là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu để ý đến lịch trình của tài tử này, bạn sẽ nhận ra anh luôn hạn chế đi máy bay, thích dùng tàu xe hơn. Hóa ra Lộc Hàm mắc chứng sợ độ cao nên việc phải lên máy bay luôn là điều anh lo lắng nhất. Hoắc Tư Yến từng khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận việc mình bị sợ chuối. Cô e ngại loại hoa quả này đến mức chỉ cần vô tình nhìn thấy, ngửi mùi hay đơn thuần là nghe đến tên của nó thôi là sẽ nổi da gà, thậm chí là khó thở, mặt mũi bị sưng phù. Nghe đến con trai của Hoắc Tư Yến là An Ha cũng hiểu rõ điều này và luôn giữ mẹ tránh xa các thể loại chuối. Vương Gia Nhĩ, ớt là loại gia vị khá kén người, không phải ai cũng dễ dàng chinh phục được nó. Tuy nhiên, chẳng mấy người lại sợ ớt như chàng ca sĩ thần tượng Vương Gia Nhĩ. Mình từng thấy anh chàng này thừa nhận, chỉ cần chạm vào ớt thôi là sẽ đổ mồ hôi hột liên tục. Lý Tự Tuyền, một idol khác của xứ Trung là Lý Tự Tuyền lại có mối quan hệ không đội trời chung với thịt heo, nghe thôi đã thấy lạ lùng nhị. Theo sau nữ này hé lộ, chỉ cần ăn nhầm thịt heo thôi là cô lại xuất hiện triệu chứng lâng lâng, mặt đỏ bừng và gầy mất kiểm soát, tựa như người đang say hơi men vậy. Hà Hoàng San là diễn viên nổi tiếng của xứ Trung và từng tham gia hàng chục bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Thế nhưng nếu để ý kỹ một chút, bạn sẽ phát hiện ra nữ diễn viên này có rất ít cảnh hôn nồng cháy trên màn ảnh. Hóa ra Hà Hoàng San rất sợ cảnh đó vì mắc chứng dị ứng với nước bọt. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển của nữ diễn viên, khiến cô mãi không bạo được. Trương Nghệ Hưng, đừng nhìn Trương Nghệ Hưng cao to, nam minh tinh với cơ bắp sáu múi mà tưởng anh chàng không có điểm yếu nhé. Theo mình tìm hiểu được thì Trương Nghệ Hưng rất sợ những động vật có mọ nhọn như gà hay bồ câu đó. Nguyên nhân đến từ ký ức tuổi thơ không mấy đẹp của Trương Nghệ Hưng khi anh từng bị gà đuổi, theo đệ mộ. Thành Long, nếu phải chọn ra ai liều mạng nhất Hoa Ngữ, mình đảm bảo đa phần mọi người sẽ gọi tên Thành Long. Vì sự liều lĩnh đó mà siêu sao cung phu này phải vào bệnh viện như ăn cơm bữa. Ấy thế mà Thành Long lại có một nỗi sợ khá buồn cười, đó là sợ kim tiêm. Ông có thể thản nhiên đối mặt với độ cao hàng chục mét, cũng chẳng ngại quay dưới nước lạnh giữa nhiệt độ âm, nhưng lại không giữ được bình tĩnh khi bị tiêm. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh cũng là một liều mạng tam nương, có tiếng của xứ Trung khi có thể dành cả năm để làm việc trên phim trường. Nhìn ngôi sao gió thổi bán hạ chăm chỉ đến thế, mình cứ ngỡ cô chỉ thích làm việc mà thôi. Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến nhiều người xót xa khi hé lộ, điều mình sợ nhất chính là không có ngày nghỉ. Lâm Canh Tân. Bạn diễn ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh là Lâm Canh Tân lại có một nội sợ khá trẻ con, đó là sợ chim. Bởi lý do này mà khi quay sợ kêu chuyện, đoàn phim buộc phải dùng kỹ xảo để dựng nên một chú vẹt pha ke và chấp nhận những bình luận trái chiều từ khán giả. Nếu không, Lâm Canh Tân sẽ run rẩy chân tay mà chẳng nhập vai được. Lưu Đức Hoa, chuột có lẽ là loại động vật có nhiều bạn cũng thấy e ngại và không thích tiếp xúc nhỉ. Tuy nhiên, chắc chẳng mấy ai như Lưu Đức Hoa sợ chuột đến mức thành anti của tất cả mọi thứ có liên quan đến loài gặm nhấm này, bao gồm chuột Mickey. Ngậm lại mà mình thấy cũng muốn kêu oan dùng linh vật của Disney luôn đó. Đồng nội sợ của dàn sao đình đám Hoa Ngữ, mình vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Thế mới biết, các ngôi sao cũng như chúng ta mà thôi, cũng có những cảm xúc yêu ghét rất đội bình thường. Nhờ thế mà họ lại càng gần gũi với khán giả hơn đó. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.